Sau Hoàng Nhật xin chào các bác. Ngày hôm nay em về được mấy cái chiếc quạt mới tinh Nhật nội địa sử dụng điện 100V có nhé, lên sóng phục vụ các bác này. Ở đây là em về được 5 chiếc, có thùng đây, thùng thì bóc ra nhé, thùng nó nguyên thùng. Những cái quạt này rồi sau sẽ bóc ra để lắp hết lên các bác. Đây, đây. Một con quạt cánh 30 cao tầm khoảng 90 phân đến 1 mét gì đó. Thiết kế mẫu mã rất hiện đại sang trọng này, dành cho các bác thích cái sự hiện đại trẻ trung. Chạy rất là êm ái nhé. Chạy rất êm ái luôn. Hãng của nó đây. Chả biết đọc nó là cái gì đấy các bác này. Có hẹn giờ nhé. 3 phím bấm cơ đơn giản chạy. Số 1 chạy rất là êm ái, số 3 thì khá là mạnh. Phù hợp cho các bác dùng kể cả phòng khách hay phòng ngủ đều ok. Phòng ngủ các bác cứ dùng điều hòa bật số 1 thì quá tuyệt vời luôn. Chạy êm ái nhé, nhẹ nhàng. Thì mẫu mã hiện đại. Toàn bộ của nó thì là bằng nhựa hết ạ. Điện 100V thôi nhé. Có 32-37W thôi. Dùng rất là tiết kiệm điện này. Rất là tiết kiệm điện. Điện 100V 32-37W thôi. Năm sản xuất của nó ghi này, 2022 này các bạn. Đấy, thấy ghi này. 2022 nhé. Đấy, quạt nhựa, rút cái lăng lên quay tắt thì cho bác xem cảnh của nó này. Qua em có đăng lên nhà hình một chút. Nhưng mà các bác bảo là quay hình cho các bác xem. Con này nó là 5 cánh các bác nhá. 5 cánh. Đấy, chạy rất là êm ái đấy. Điện 100V nguyên bản. Các bác nào thích sự trẻ trung đời mới thì các bác lấy chiếc này nhé. Đó 2022 đấy. Em bán chiếc này là 1,4 triệu nhé. Chưa phí vận chuyển, chưa có Vinap gì đâu. Các bác nào lấy thì các bác lô cho em. Chào các bác.